có bạn bảo là em mong muốn em sẽ trở thành giàu có đấy okay. vậy thì giàu có là như thế nào là giàu có ờ, bạn có những người là đối với họ là một triệu đô la đã là giàu có nhưng đối với lại donald trump một triệu đô la thì là ông ấy là gì là ông ấy là nghèo yes như vậy là đối với bạn là vậy là là bao nhiêu tức là nó phải cụ thể hóa ra con số của bạn Nhiều chủ doanh nghiệp chúng ta là khi tôi hỏi và thế mục tiêu Mục tiêu kinh doanh của em năm nay là gì? Em bắt đầu gãi tay gãi đầu rồi. Em thưa thầy em chưa đặt <laughs> Em cứ là, thôi thì làm theo làm theo bản năng thôi Ồ, Em chưa bao giờ em đặt ra cho mình xem là năm nay được bao nhiêu cả à, Đây chính là vấn đề cực lớn của bên chỗ là các doanh nghiệp nhiều lúc chúng ta không khai thác được hết tất cả những cái nội lực của doanh nghiệp cũng như là cái tiềm năng bên trong bạn khi bạn không rõ mục tiêu. Đó. Bạn phải nên nhớ câu này: Canarity creates power. Tức là gì? Sự rõ ràng tạo nên sức mạnh. Ví dụ như này này. Bây giờ bạn hình dung bạn là một con thuyền giữa biển khơi. Khi bạn là một con thuyền giữa biển khơi mà bạn không nhìn thấy cái gọi là cái ngọn hải đăng của bạn đâu ấy. Thì lúc đó là bạn sẽ lênh đênh giữa biển Bạn không biết đâu là bờ bến cả đó. Và chính việc không có biết đâu là bờ bến Rất có thể bạn sẽ đâm vào tảng đá ngầm Hoặc là bạn sẽ đâm vào những tảng băng trôi trên biển Và đấy là một cái sự nguy hiểm Người ta đã nghiên cứu xem là lối đi nào là lối đi là sẽ an toàn Lối đi nào sẽ là lối đi để về bến bờ Sau đó rồi người ta sẽ là gì có cái ngọn hải đăng Và những người đi thuyền ngoài biển sẽ luôn luôn hướng về ngọn hải đăng và đấy là mục tiêu của họ, đấy là bến bờ của họ. Yes. Thế vậy thì bến bờ của bạn là đâu? Mục tiêu của bạn là gì? Vậy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách thức đặt mục tiêu Đó. và đồng thời là phương pháp để lên kế hoạch kinh doanh. Và trong các chương trình MBA trước là không có phần này, không có phần này. Đây là cái phần mà tôi muốn được là bonus để chia sẻ cho các anh các chị trong chương trình mba ngày hôm nay các anh chị nhìn thấy cái gì đây các anh chị ok ngôi sao nếu như mà bạn muốn đi đến đâu thì bạn hãy là nhớ là phải có ngôi sao dẫn đường có ngôi sao dẫn đường thì ngôi sao này tôi gọi là ngôi sao thông minh ngôi sao gì các bạn ok nó là smart Star à. Ngôi sao thông minh Ngôi sao thông minh này có 5 cánh Để chúng ta nó tựa như là 5 tiêu chí để đặt mục tiêu Ok S M A A T Ok Smart, Smart. Hey Vậy thì với năm cái tiêu chí này để bạn luôn luôn nhớ khi bạn đặt bất cứ mục tiêu gì trong cuộc sống và kể trong kinh doanh. Cái, cái tiêu chí thứ nhất là S. S tức là gì? S có nghĩa là mục tiêu của bạn phải specific, phải cụ thể. Mục tiêu của bạn phải cụ thể. Bạn đặt những mục tiêu gì nó phải cụ thể. Tôi lấy ví dụ là như thế này có một cái anh chàng này đi học cùng tôi ở chương trình MBA bên Thái Lan. Anh này anh ấy là khi ăn cơm cùng bữa với anh em chúng tôi. Lúc nào ông ngồi ông gật gù này. Các em ạ. Mình phải làm một cái gì đấy. Anh em mình phải làm một cái gì đó. Thế thì xong rồi mình bảo thế bác bác định làm cái gì? Thì mình là em, bác định làm cái gì? Anh chưa nghĩ ra nên mà mình phải làm một cái gì đó. À, thế thì một ngày khi mà tôi công tác khoảng tầm 10 năm sau, 10 năm sau thì tôi có vào Huế, anh à, à, dạy ở trong Huế, Xong tôi mới gặp lại bác ấy, anh em rất là vui vẻ. Thế thì tôi mới nhớ lại câu chuyện năm xưa. Sau <laughs> rồi tôi cũng hỏi mà, thế tình bác cũng, à, thế nào? Xong à, anh bảo, ờ ừ, anh bây giờ anh đang dạy kia xong uh, rồi lại câu chuyện lại gật gù nhật ạ à, anh rất là 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 đánh giá cao em em làm được rất nhiều thứ mà anh cũng rất muốn là mình phải làm cái gì đó <cười> <cười> nhưng mà, mà chưa biết là, là vậy thì anh định làm cái gì à, anh chưa nghĩ ra <laughs> à như vậy nếu như bạn có một ý định gì đó uh, thì bạn nó phải là cụ thể tôi lấy ví dụ năm nay tôi đặt ra mục tiêu là tôi phải viết xong hai cuốn sách à, tôi phải viết sách tức là như vậy nó phải cụ thể là viết sách là một cái mục tiêu rất cụ thể đúng không và hay là mục tiêu là gì là tôi muốn năm nay là tôi phải nghiên cứu và phát triển thêm hệ sinh thái giáo dục về mảng là quốc uh, tế à, như vậy là cụ thể luôn là về mảng quốc tế và đồng thời hệ sinh thái giáo dục cho trẻ em từ độ tuổi 3 tuổi cho đến khoảng 19 tuổi à, 18 tuổi đấy là cái mà chúng tôi rất là cụ thể như vậy bạn phải cụ thể về cái gì nó phải rất rõ ràng đúng không? hay là năm nay tôi muốn đầu tư thêm mảng bất động sản hay là năm nay tôi muốn làm thế nào để phát triển thêm một nhà máy đúng không? hay là năm nay tôi muốn làm thế nào đấy để tập trung để phát triển hệ thống quản trị hay là năm nay tôi muốn làm sao để xây dựng là thương hiệu như vậy là ví dụ như là năm nay tôi muốn có là một là ind này hai là marketing này ba là vấn đề là marketing tức là làm thương hiệu này ba là vấn đề là làm thế nào để mà chúng ta mở rộng hệ sinh thái này ví dụ thế yes tức là chúng ta phải cụ thể ra đấy là cái là thứ nhất là s và cái thứ hai là mục tiêu nó phải đạt được chữ m m có nghĩa là measurable measurable tức là gì đó là bạn có phải đo lường được bạn nhớ là mục tiêu là phải đo lường được tôi lấy ví dụ là có bạn bảo là em mong muốn em sẽ trở thành giàu có đấy à, vậy. vậy thì giàu có là như thế nào là giàu có ờ, bạn có những người là đối với họ là một triệu đô la đã là giàu có nhưng đối với lại la trăm, một triệu đô la thì là ông ấy là gì là ông ấy là nghèo yes như vậy là đối với bạn là vậy là là bao nhiêu tức là nó phải cụ thể hóa ra con số của bạn Đấy. ví dụ năm nay bạn bảo là em sẽ phấn đấu làm sao để phát triển là công ty một cách tối đa vậy tối đa của bạn là gì cái tối đa nó nó, nó hơi là gì nó hơi định tính nó hơi chung chung vậy thì bạn phải nói như này năm nay mục tiêu doanh số của em là tăng trưởng gấp đôi lần năm ngoái hay là gấp ba lần năm ngoái Vậy năm ngoái của em ví dụ là khoảng tầm 70 tỷ thì năm nay em phải phấn đấu là 210 tỷ được không các bạn? À như vậy bạn phải đặt ra mục tiêu nó phải cụ thể như vậy Chứ đừng nói chung chung là em sẽ tối đa về sự phát triển Và bạn mà nghe mấy cái ông ở cấp dưới nói là em sẽ cố gắng hết mình Em sẽ cố gắng hết mình, vậy hết mình của bạn là như thế nào? Nó nói như thế tức là gì nó không cam kết Nó phải nói như thế này này Báo cáo với sếp năm nay em sẽ quyết định là em phải tăng trưởng 30% hay là năm nay em sẽ tăng trưởng quyết định là em sẽ tăng trưởng 50% cụ thể chưa ạ? Đấy là rất cụ thể, tức là nó phải measurable, nó phải là có cái số đo lường được. Vì vậy cho nên là bạn phải có những cái đo lường này để bạn ép bản thân mình và bạn phải ép đối với những cấp dưới của mình. Chứ đừng để cuối cùng nó chỉ nói chung chung là em sẽ cố gắng hết sức. Em sẽ cố gắng nhất có thể hay là em sẽ tối đa nhất có thể bỏ nó cái đấy đi ờ đừng nói chung chung như thế vậy cố gắng nhất có thể của mày là cái gì cụ thể hóa cho tao cái nó phải làm sao số hóa